Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long khám phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C02980 do ông LKA ngụ tại Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển, vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh về tỉnh An Giang. Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra trên phương tiện có chứa hàng hóa gồm 30 kiện đồ gia dụng và 38 kiện mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Do chưa xác định được chủ sở hữu tăng vật nên đoàn kiểm tra chưa kiểm đếm số lượng, chủng loại cụ thể của từng hàng hóa. Đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 4 tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục thẩm tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 12, đội quản lý thị trường số 18, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế thuộc cơ quan cảnh sát điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an xã và ban nhân dân ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Khi kiểm tra tại đây chứa chữ kinh doanh quạt hơi nước, máy đánh trứng cầm tay, bộ dao kéo các loại không có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ, gồm 236 cái quạt hơi nước, 912 cái máy đánh trứng cầm tay, 1910 bộ dao kéo, một bộ gồm 3 cái dao, 1 cái kéo và 1 cái mài dao kéo. Tổng cộng 3.056 đơn vị sản phẩm, đơn vị hàng hóa vi phạm với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Ngày 18 tháng 12, tại kho hàng Cục Quản lý Thị trường Phú Yên, Hội đồng Kiểm kê phối hợp cùng các sở ngành, Sở Tài chính, Công an, Viện Kiểm sát tỉnh đã tiến hành kiểm kê theo danh mục toàn bộ 163 mục hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa hơn 700 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 19 tháng 12, tại nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại, xã Cát Nhơn, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, Công ty Trách nhiệm Thương mại và Môi trường Hậu Xanh, đơn vị được thuê thực hiện việc tiêu hủy đã tiến hành tiêu hủy tất cả số hàng hóa trên đúng quy trình quy định dưới sự giám sát của Hội đồng Kiểm kê và tiêu hủy. Ngày 20 tháng 12, tại tổ 18, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra xe ô tô tải hiệu Hyundai biển kiểm soát 30H2378 do Nguyễn Minh Tuấn, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là lái xe kiêm chủ hàng, điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 10 bao hướng dương khô nhãn hiệu Coconut Flavor loại 25kg trên bao, 20 thùng hướng dương khô nhãn hiệu Casin loại 5kg một thùng và nhiều bìa thùng các tông. Toàn bộ số hạt hướng dương trên là hàng hóa nhập lậu. Đáng lưu ý, khi quét mã vạch, các bao tải lớn chứa hướng dương đều hiển thị nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng khi chia vào các thùng cắt tông nhỏ, số hàng hóa này lại được hô biến thành sản xuất tại Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Tuấn khai nhận mua số hàng hóa trên tại Hà Nội rồi vận chuyển về Thái Nguyên để bán kiếm lời. Đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ hàng hóa để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 17 tháng 12, đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với công an phường Phổ Thạnh, các đội nghiệp vụ công an thị xã Đức Phổ, đồn biên phòng Sa Huỳnh và viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ tiến hành kiểm tra địa điểm san chiết ga trái phép tại tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh do ông VTH sinh năm 1983 ngụ tại tổ dân phố Thạch Đức 1, phường Phổ Thạnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng do ông VTH trực tiếp hướng dẫn thực hiện đang tiến hành san chiết ga trái phép từ bình ga loại 45kg sang các bình ga mini có nhãn hiệu H và T ngoài vỏ bình. Lực lượng chức năng thu giữ hiện tại hiện trường tổng cộng 45 bình ga loại 45kg đã và đang chưa sử dụng cùng hơn 100 thùng, mỗi thùng đựng 28 bình ga mini đã được thành phẩm và chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ bình ga các loại cùng số tăng vật phương tiện khác để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.